Để gỡ các cái phần mềm chúng ta đã cài đặt trong máy tính đi, thì chúng ta sẽ phải tìm một cái công cụ tiếng Việt của nó là thanh điều khiển. Đấy, còn lại tiếng Anh của nó là control panel. Cái này thì các thầy cô có thể tìm như thế này, các thầy cô dùng Win 10 thì các thầy cô mở kiểm tra trên màn hình desktop ấy. Xem trên desktop nó có một cái biểu tượng giống như tôi khoanh đỏ này, là nó có tên là control panel. Thì các thầy cô nhấp nút vào đấy mở nó ra. Thầy cô nào dùng Win 7, tức là cái nút mà cái mũi tên xanh này tôi đang chỉ vào cái nút Windows ấy, thì Win 7 là cái nút tròn ấy, nút tròn nhiều màu. Thì các thầy cô nhấn chuột vào và nhìn ở bên cái thanh công cụ phía trên mà tôi khoanh này này, nó sẽ có chữ Control Panel. Đấy, thì các thầy cô nhấn vào đấy sẽ chạy được chương trình. Còn các thầy cô nào mà tìm ở ngoài màn hình không có và tìm ở trong nút Start mà chỗ tôi chỉ đây này, mũi tên xanh chỉ vào cũng không thấy, thì các thầy cô vui lòng gõ cái chữ Control Panel vào cái tip here to search này này, tức là tìm kiếm. Đấy, các thầy cô gõ chữ Control một cái là nó sẽ xuất hiện ngay ở phía trên. Thì lúc này các thầy cô gọi nhấn vào cái chữ Control Panel, nó sẽ mở ra. Và khi nó mở ra thì nó sẽ ra cái giao diện như thế này, nó có chữ Program và bên dưới có chữ Uninstall a Program ấy. Thì các thầy cô sẽ nhấn vào cái chữ Uninstall a Program, chứ đừng có nhấn vào chữ Program nhé. Nhấn vào Uninstall Program. Sau khi nhấn vào Uninstall Program thì nó sẽ ra một cái cửa sổ và các thầy cô phải tìm cho tôi đối tượng có tên là Program and Feature, tức là cài đặt. Đấy, những cái chương trình cài đặt. Và sau khi nhấn vào cái chương trình đó thì nó sẽ xuất hiện cái đây ạ, Program and Feature như thế này này. Đấy, sau khi nhấn vào ấy thì nó sẽ hiện cái cửa sổ này. Tại cửa sổ này thì các thầy cô sẽ thấy ở đây có những cái ứng dụng những cái phần mềm mà chúng ta đã cài trong máy tính. Tôi lấy ví dụ như trường hợp này đây, máy tôi đang cài ba cái trình duyệt. Một là Cốc Cốc này, hai là Google Chrome này, ba là Mozilla Firefox này. Nếu mà chèn cài cả ba cái chương trình này vào, trình duyệt này vào thì nó nặng. Trong khi thực tế chúng ta có bao giờ chúng ta dùng cả ba đâu. Đấy, chúng ta chỉ dùng một thôi và tôi khuyến cáo các thầy cô là giáo viên bây giờ chúng ta nên dùng cái phần mềm Cốc Cốc, trình duyệt Cốc Cốc. Vì dùng Cốc Cốc khi các thầy cô vào YouTube để tải phim ấy thì các thầy cô tải được về luôn, nhấn phía trên phim có nút download ấy là tải về được. Còn Google Chrome là chúng ta phải có cái ứng dụng chúng ta mới tải được phim về. Đấy, rất là bất tiện. À, khi mà chúng ta ra đây rồi chúng ta tìm những phần mềm mà chúng ta cần gỡ ấy, thì các thầy cô nhấn chuột phải vào. Khi nhấn chuột phải vào nó sẽ có chữ uninstall này này. Thì chúng ta nhấn chuột vào đấy. Nó hỏi yes or no, ta chọn yes. Đấy, sau khi cài đặt xong thì nó sẽ có ok, có yes hoặc có khởi động lại máy, thì các thầy cô sẽ thực hiện bước tiếp theo. Và nếu khởi động lại máy thì là hoàn toàn chúng ta sẽ tiến hành gỡ hoàn toàn bộ thành phần của nó ra khỏi máy tính. Đấy. Và cái việc mà gỡ ứng dụng, gỡ các cái chương trình phần mềm các thứ ấy, thì tôi lưu ý là nó không ảnh hưởng gì đến những cái dữ liệu chúng ta đã làm trước đó. Nói như vậy là vì sao? Vì có những thầy cô cũng thắc mắc là bây giờ các thầy cô đang sử dụng PowerPoint 2010, bây giờ gỡ đi để cài PowerPoint 2019 vào thì liệu là cái bài giảng của mình có bị sao không? Thì tôi xin lưu ý là chẳng sao cả các thầy cô, hoàn toàn không sao cả. Chính vì vậy là thầy cô cứ yên tâm mà các thầy cô gỡ, còn chúng ta gỡ quen rồi sau này cần dùng lại ta lại cài lại. Đấy, ta cài lại và cài xong rồi chúng ta không thích lúc nào chúng ta gỡ đi. Nên thực ra chỉ là cái việc gỡ chương trình đơn giản như thế này nhưng không ai dạy và các thầy cô cũng không có đi học, nên thành ra có những lúc mà chúng ta cần cài phần mềm, cần gỡ phần mềm đi để cài thì trong thời buổi dịch dã như thế này các thầy cô lại không có người hỗ trợ, không ai làm cho mình hết, nên cuối cùng là chúng ta là bó tay. Và thậm chí là có những cái rất đơn giản như vậy nên đi gọi thợ tự nhiên mất 100-200, nó không đáng. Cài Win thì đương nhiên là chúng ta phải ra hàng vì mất thời gian và nhiều cái nội dung khác nữa, nhưng cài các ứng dụng vào để dùng hàng ngày như thế này chúng ta có thể tự cài. Đấy, thế thì các thầy cô chú ý như vậy. Bây giờ thì các thầy cô theo dõi, tôi sẽ minh họa trực tiếp trên máy của tôi để gỡ phần mềm, gỡ ứng dụng thì như thế nào. Tôi sẽ mở cái control panel ra trước. Tiếng Việt là điều khiển nhé, thanh điều khiển. Đây, xin mời các thầy cô cùng theo dõi. Tôi chạy cái thanh công cụ control panel xong thì ra ngoài màn hình, khi tôi mở cái control panel ra đây, các thầy cô nhìn phía trên này. Đó, control panel này. Đây có chữ control panel.
Và ở đây thì các thầy cô thấy có cái uninstall a program ấy, biểu tượng thì tôi đang dùng Win 11 nếu nó khác. Thì tại đây tôi nhấn vào cái nút uninstall a program này. Đấy. Sau nhấn vào cái thì bình thường ở đây là Win 11 thì nó ra luôn cái đối tượng như thế này. Còn ở cái Win 10 hoặc Win 7 thì các thầy cô sẽ thấy là nó xuất hiện một cái cửa sổ, các thầy cô phải chọn đúng cái dòng có tên là Program and Future. Nha, thì nó mới ra cái cửa sổ như thế này. Và tại cái cửa sổ này bây giờ các thầy cô thấy tôi cài các ứng dụng phần mềm đấy. Phần mềm nào muốn gỡ bỏ đi thì tôi nhấn phải chuột. Đấy, nếu mà không có chữ uninstall, đây là phần mềm của Microsoft, nó gắn vào Win nên bắt buộc là để nguyên, không thể làm gì, không thể bỏ được nó. Đấy. Đây ví dụ như là Storyline 3 nó có chữ uninstall. Đấy, nhấn vào thì nó sẽ cho phép xóa này. Đấy, gỡ bỏ đi. Đây, cốc cốc vào Google Chrome đúng không? Bây giờ tôi gỡ Google Chrome, các thầy cô xem này, tôi nhấn uninstall này. Sau nhấn uninstall thì nó hỏi yes no, thì tôi phải nhấn vào yes. Sau khi nhấn vào yes thì nó sẽ hỏi tùy theo cái ứng dụng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, nó sẽ yêu cầu chúng ta gỡ cái gì đó. Các thầy cô vui lòng nhìn kỹ, có chữ uninstall là xóa, là gỡ, thì tôi tích vào, sau đó tôi gỡ cái này. Đấy. Còn cái dữ liệu này thì tùy thôi, tôi gỡ. Đây, các thầy cô nhìn bây giờ là trên máy của tôi đấy. Không còn Google Chrome nữa đấy. Thấy không? Như vậy là tôi đã gỡ xong chương trình. Đấy. Những cái nào không cần thiết chúng ta nhấn phải chuột vào này. Uninstall chúng ta nhấn vào chọn yes, sau đó thao tác là gỡ đi. Đấy.